Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Mình Ăn Trưa Nhé. Nhanh. Chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 12:30 trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Phát La là chủ của quán ăn này. Và ngày hôm nay Phát La đã mời đến đây 6 vị thực khách, cũng chính là 6 người chơi. Xin mời. Đầu tiên thì Phát La xin người mẹ bỉm sữa hai con có thể giới thiệu về mình được không ạ? Giới thiệu với các bạn, mình là một bà mẹ bỉm sữa hai con. Mình tên là Cẩm Hà. Hiện nay mình đang là... Cái mặt mình vui lên chị ơi, chương trình vui đó chị. Nên mình đang làm biên kịch. Hôm nay mình đến tham gia cái cuộc chơi này. Thì mình sẽ... Mình sẽ gì chị? Nói tiếp đi mẹ. Chơi tới bến luôn. Rồi giới thiệu đi. Xin chào các bạn, mình là thành viên kế tiếp. Mình tên là Sông Ngư. Công việc của mình là diễn viên. Đây là mẹ của mình, đây là... Anh xin chào tất cả mọi người, mình là Minh Châu và hiện nay thì mình đang là một ca sĩ. Và như mọi người đã biết, đây thì là Tận là mẹ của mình và đây là em gái của mình. Ủa là hôm nay là trong cái chương trình này là chị là mẹ của hai người này? Ba mẹ con đó. Mẹ con. Tên của nhóm mình là ba mẹ con luôn á. Chị đã bị hại rồi. Hồi nãy ở ngoài là thỏa thuận với nhau rồi, mình sẽ đặt tên thật là dễ thương, ba chị em. Ba chị em hả? Bây giờ vô đây hai nó lật lọng, nó đặt là ba mẹ con. Ok, vậy bây giờ là nhóm là chốt là tên gì nè? Ba mẹ con. Thật ra thì sao ạ? Tụi anh cảm thấy giống như là mình bị lừa vào đây vậy á. Mình thấy là không khí ở đây nó cũng có hơi một chút gì đó gọi là bô lão một chút xíu. Nhưng mà không sao cả, đội tụi mình thì... Con xin lỗi cô, xin lỗi chị. Thì thật ra là mình thì ở thế hệ trẻ hơn và cũng không có gì nói nhiều ở đây. Thì mình cũng rất là may mắn khi mà được ở cạnh với hai người. Hay nói hơi bị nhiều ấy. Dạ. Không có gì nói nhiều mà nói hơi bị nhiều rồi đó. Dạ vâng ạ. Xin được chào tất cả mọi người, em tên là Minh Ngọc và dạ em cảm thấy mình rất là may mắn và hạnh phúc khi được đứng cạnh hai người đẹp ở đây. Dạ xin mời bạn ạ, bạn tên gì ạ? Dạ. Chào mọi người, thì em tên là Cát Linh Phan Võ và hiện công việc của em đang là diễn viên. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Phan Hoàng Kim, mình là Hoa hậu Việt Nam Thế giới 2017. Và nếu mà quý vị khán giả nào có theo dõi chương trình Cặp Đôi Hoàn Hảo thì chắc chắn là sẽ nhớ tới mình với một cái nickname mà khán giả đặt cho mình là Hoa hậu Bolero. Dạ, đội em đã suy nghĩ rất là lâu khi mà đến với chương trình này. Đội tụi em xin được lấy một cái tên mang rất là nhiều ý nghĩa. Xin được tự giới thiệu, đội tụi em được mang tên Vậy đội B, không có đổi được, không có lấy ba mẹ con nữa. Ủa sao tiện cái số này nó nhàm chán chứ. Thôi thì bây giờ thay vì mình lấy là ba mẹ con, mình bỏ chữ A đi là B mẹ con, là vừa đội B vừa đội A luôn. Xuất sắc. Đó, ok. Thế nào nha. Và chúng ta hãy cùng nhau đến với vòng thi thứ nhất nha. Hai đội chơi sẽ lần lượt vào vai trò của thực khách và nhân viên quán ăn. Tất cả các thành viên trong đội nhân viên quán ăn đều phải đeo tai nghe để không thể nghe được thông tin từ người khác. Ở vòng thi đầu tiên, vòng đi chợ, trong vòng 3 phút, đội chơi vào vai thực khách sẽ lần lượt yêu cầu các nguyên liệu nấu ăn cho thành viên thứ nhất của đội nhân viên quán ăn. Thành viên thứ nhất của đội nhân viên quán ăn sẽ truyền thông tin cho thành viên thứ hai. Thành viên thứ hai sẽ truyền thông tin cho thành viên cuối cùng của đội để lấy nguyên liệu mà đội thực khách yêu cầu. Sau 2 lượt chơi, đội nào lấy được nhiều nguyên liệu đúng với yêu cầu của thực khách hơn sẽ giành chiến thắng và giành được 1 điểm của vòng đi chợ. Hai bên tự cử một người ra sẽ quyết định cái đội nào chơi trước bằng một trò chơi rất là trí tuệ, thông minh, đó là quảnh tù xì. Rồi xin mời hai bạn quảnh tù xì. Khoan, cái hỏi ý đã. Quảnh tù xì có gì đâu hỏi ý, mà điên hả? Tại tôi. Nhưng mà em nói trước nha, okay. Là thường là mấy người đẹp là người ta không có may mắn, còn mấy người càng đẹp là càng không may mắn. Coi chừng thua đó. Một con ó gì bay ngang qua đây. Bây giờ quảnh tù xì đi để xem đội nào thi trước nè. Quảnh tù xì. Mấy người mà nói nhiều chứ đi thi hay thua. Em đã nói rồi. Em đã nói rồi, đẹp mà không có được may mắn. Mấy người mà nói nhiều trước khi thi hay thua. Vâng thưa các bạn, vậy là sau đợt quảnh tù xì vừa rồi, đội B mẹ con đã giành được quyền thi trước. Đội B mẹ con của chúng ta đã sẵn sàng chưa? Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Đường organic. Cái gì? Đường organic. Gỡ cái lưỡi ra cái gì? Đường organic. Hả họng ra cái nú nó dính vô cái rưỡi tôi nghe được. Đường organic. Đích mình hả? Nói chậm lại một lần nữa đi. Đường sugar ấy. Còn sugar nữa. Có thể bỏ qua. Bỏ qua đi. Ok. Cá bạc má. Cá bạc má. Xả đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Xả đúng không? Cá xả má. Xả. Cá bạc má. Cá bạc má. Má xả má. Đúng rồi. Đó là gì vậy? Ê, ê, võ sư. Cá. Cá. Xả. Con gà. Má. Nhanh lên. Con gà. Cá xả má. Cá chả. Đúng rồi, cá xả má. Cá chà bá. Cá chà bá luôn, trời ơi, cá chà bá luôn. Cá xả má nghe không? Cá xả má. Rồi, nói cho Hoa hậu nghe đi. Cá. Trời, con cá nào mà. Chả. Cá chà bá. Cá chà bá. Cá xả ba. À. Đúng rồi, gán. Cá xả ba. Bột bánh xèo cốt dừa. Bột bánh xèo cốt dừa. Có thể bỏ qua. Qua luôn hả? Bắp cải tím. Đây. Bắp cải tím. Sim. Bắp cải tím. Trĩ hả? Bắp trĩ. Trĩ. Bắp. Trĩ. Trĩ á. Trĩ. Trùng trĩ. Ủa chụp tới cả khấu ăn. Trĩ. Bắp á. Trĩ. Bắp trĩ. Chắc là chị chứ bắp á. Bắp trĩ. Bắp chín. Trĩ. Mắm hả? Mắm. Đúng rồi. Phổ tai. Vodka. Phổ tai. Lỗ tai. Đúng rồi. Lỗ tai heo á. Lỗ tai. Cái nó giấu kìa. Lỗ tai. Lỗ tai nè. Lỗ tai. À. Lỗ tai của con gì? Lỗ tai của con cá. Lỗ tai của con cá. Con cá. Đúng rồi. Thiệt quá. Cái lỗ tai. Hả? Tai. Gãi là gì? Gãi. Tập trung. Gãi. Ngứa. Tai. Lái. Tai đó. Nói đi, nó. Bột năng. Bầm đúng không? Lỗ tai con cá. Lỗ tai của con cá. Đúng rồi, tìm đi. Lỗ tai của con cá hả? Không á. Cái gì? Lỗ tai của con cá. Nè, đúng quá đó. Con cá làm gì có lỗ tai. Đúng chưa? Đúng không? Tiếp. Nhanh. Bột. Món gì lạ trên đời. Bột nặng hả? Bột năng. Môn. Không có giỏi với tao, quýnh mày nãy giờ. Bột năng. Bồn đá. Bột năng. Bột. Hộp dịch lộn. Có một chữ rồi mà đọc đâu ra ba chữ bà. Bột lá. Đúng rồi, tìm đi em, gắng tìm bột lá đi em. Vô tiếp nè. Chuối sứ. Chuối. Cái nhìn bàn tay. Chuối sứ. Đúng rồi. Chuối sứ. Răng sứ giả đó. Chuối sứ. Răng hả? Răng mình hả? Răng gì? Cái răng mình hả? Răng thiệt. Các bạn nào, cố lên nào. Chỉ còn 5 giây thôi. Bột. Đá. Bột. Chuối sứ. 2. Chuối sứ. 1. Hết giờ. Sau khi kết thúc lượt vòng 1 của mình thì đội A cảm nghĩ như thế nào? Con cảm thấy rất là vui và hạnh phúc bởi vì đã được sự hỗ trợ của đội ba mẹ con đã giúp cho Ngọc là tìm đúng được 3 món rồi hôm nay. Ngọc đã tìm đúng được 3 món và hai bạn này đã hiểu được ý của Ngọc rất là nhiều. Thật ra chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 món đó. Mà Ngọc đã tìm được 3 món vậy là quá giỏi rồi. Rất hay. Để coi bây giờ có đúng hay không nha. Đầu tiên là món đường organic. Đó là nhóm của Ngọc bỏ qua đúng không? Cái món đầu tiên luôn là đường organic. Ngọc nghe không ra đúng không? Đúng rồi, đúng. Ok, món thứ hai là cá bạc má. Đây là cá Sapa và bạn này đã lấy đúng với lại cái thông tin mà bạn nhận được. Rất hay. Cá Sapa, nhưng mà thông tin từ đầu Minh Ngọc đã nói sai là cá bạc má chứ không phải cá Sapa. Cái này không tính điểm nha. Tiếp theo, bột bánh xèo cốt dừa. Minh Ngọc nghe không ra nè. Tiếp theo là bắp cải tím. Đó. Hồi nãy không nghe được chữ cải. Có, hồi nãy có ai Minh Ngọc có đưa ra một cái đáp án là bắp trĩ. Không nhớ được luôn, âm nhạc đó là mình có như là mình bay mình bay qua đúng không? Mình bay đúng không? Ok, tiếp theo là phổ tai. Lỗ tai. Phổ tai cái này dùng để nấu chè. Tất cả mọi người thật ra là đây là một cái sự tráo trở rất là rõ ràng. 4 thành viên bên đội bên này có không, phải là không phải đều đi. Tất cả những mọi người đều chỉ vào lỗ tai. Tất cả mọi người đều lỗ tai. Chúng ta có thể quay lại góc máy một cái này vài phút. Tất cả mọi người đều hướng về lỗ tai. Phổ tai. Phổ tai. Phổ tai. Lỗ tai. Đúng rồi. Lỗ tai. Lỗ tai á, lỗ tai heo á. Lỗ tai. Người ta giấu kìa. Lỗ tai ngâm. Lỗ tai. Lỗ tai nè. Tai. Yes. Tai. Lỗ tai. Lỗ tai. Hả? À. Ừ. Lỗ tai của con gì? Lỗ tai của con cá. Lỗ tai của con cá. Cá. Nhưng mà đang tìm thì phát hiện ra là con cá không có lỗ tai. Là em đi tìm rồi em mới phát hiện ra là con cá không có lỗ tai hả? Là em phải đi tìm luôn hả? Hoàng Kim ơi, thời em tới rồi Hoàng Kim. Đáp án tiếp theo của chúng ta là bột năng. Chúng ta cũng không nên mất nhiều thời gian để phân tích làm gì, vì cuối cùng chúng ta không lấy được một gì cả. Đúng vậy. Và đáp án cuối cùng là chuối sứ thì Minh Ngọc đoán được nhưng không đủ thời gian để lấy. Đúng rồi. Và đội của Minh Ngọc xin được chúc mừng. Đội Minh Ngọc dòng này ghi được 0 điểm. Vâng thưa quý vị, và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với lượt chơi của đội B mẹ con. Sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng rồi đúng không? Sẵn sàng rồi. Sau đây thời gian sẽ bấm 3, 2, 1 bắt đầu. Nhộng. Lông. Con nhộng. Nhộng. Lông à? Con nhộng. Nhưng mà lông làm gì phải đồ ăn đâu. Đồ ăn lông đồ chiên ăn hả? Cái đồ lông. Nhộng. Cà nhông đó. Nhộng ấy. Con nhộng ấy. Ốc. Nhộng. Nhờ. Nhọc là cái gì? Giống như hai đứa nó đang luyện thanh vậy. Con nhọc. Nhưng mà không gọi chữ con đâu. Nhọc thôi. Con nhọc. Con nhọc. Tiếp nhanh. Thanh long. Nếp cái hoa vàng. Nếp cái hoa vàng. Nếp cái gì hoa vàng? Cái hoa vàng. Nếp gì hoa vàng? Nếp gì? Nếp cái. Cái em là con cái đấy. Màu trắng hả? Cái. Nếp cái. Nếp cái. Cái hoa vàng. Thì đó trời ơi. Nếp cái hoa vàng. Gà mái. Nếp cái hoa vàng. Nếp cái hoa vàng. Yeah. Nếp cái hoa vàng. Sốt tương ngọt. Mở mồm ra. Sốt chua ngọt. Sốt chua ngọt à? Sốt nước sốt. Sốt chua ngọt. Hả? Sốt. Hả? Sôi hả? Sốt. Sốt chua rồi là cái gì? Sốt chua là đúng rồi đấy, hai từ đầu chua đúng rồi. Hả? Sôi chua hả? Sốt chua ngọt. Trời ơi. Sốt chua ngọt. Cà rốt. Sốt chua ngọt. Cua. Ê chua. Có một cua. Sốt chua ngọt. Rau ngót. Nhẹ thôi em. Nhẹ thôi. Rau. Nhìn đây nè. Ngót. Đúng. Rau. Xấu là cái gì? Rau. À rau. Ngót. Rau hồi lên. Rau ngót. Hả đi mày. Hả? Mệt quá. Đồng đội này ngót. Hả? Nó tăng đồ. Rau ngót. Rau hội. Rau ngót. Ngót ngót ngót. Rau hột gì? Hột. Rồi chúng ta chỉ còn 5 4. Rau ngót. 3. Rau ngót. Rau ngót. Hết giờ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ check coi là đáp án của mình có đúng hay không nha. Đầu tiên là nhộng. Nhộng. Vâng, có một con nhộng. Chúng tôi có nhộng thưa các bạn. Nhộng này các bạn có thể là... Được rồi, được rồi. Mẹ ơi. Cuộc đời mình không có mẹ không làm được gì hết. Nhộng nha các bạn. Chính xác. Tiếp theo là thanh long. Đây, chúng tôi có thanh long. Có một trái thanh long. Tiếp theo là nếp cái hoa vàng thưa mẹ. Đây, chúng ta có nếp cái hoa vàng. Và tiếp theo là sốt tương ngọt. Thì đội bên mình truyền qua là sốt chua ngọt. Nhưng mà cho nên cuối cùng là không tìm ra được đúng không? Và cuối cùng chúng ta là rau ngót. Thì truyền đến Sông Ngư đã hết giờ rồi. Ok. Vậy chúng ta có 1, 2, 3. Vâng, xin chúc mừng đội B mẹ con. Có 3 đáp án đúng. Yeah. Đặc biệt em thấy trong đội chị em rất là thích. Em rất là thích cái nét của Sông Ngư. Khi mà người ta hỏi đó, Sông Ngư là cái nói Sông Ngư không nghe là hả? Hả đi mẹ, hả đi. Hả? Mệt quá. Đồng đội này. Vâng, và sau vòng thi thứ nhất thì đội B mẹ con của chúng ta có số lượng đáp án đúng áp đảo đội A, cho nên 1 điểm sẽ thuộc về đội B mẹ con. Vâng, và bây giờ Phan Hoàng xin mời quý vị cùng hai đội chơi của chúng ta cùng bước sang vòng 2 để xem là đội nào là đội được ăn.